Chào các bạn đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến chủ đề đó là Tết năm nay của các bạn sẽ như thế nào. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay là 3 lá bài nhé. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một lá bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là có cái diễn biến thú vị gì nó sẽ diễn ra trong cái Tết này của các bạn hay không nhé. Ok, các bạn hãy chọn đi. Và chúng ta sẽ đến với số 1. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi là Tết này của bạn sẽ như thế nào, thì đối với tụ bài số 1, mình thấy là có thể ở thời điểm hiện tại các bạn đang rất là băn khoăn, đang rất là dầu dĩ, suy nghĩ trong một cái hoàn cảnh nào đó. Nó có thể là một cái vướng mắc, một cái vấn đề nào đấy, nó khiến bạn phải nghĩ nhiều, mất ăn, mất ngủ. Nó có thể là vấn đề tiền bạc, có thể là vấn đề về định hướng công việc, về bất kỳ điều gì trong cuộc sống các bạn. Mà đến thời điểm hiện tại thì mình thấy nó đang khiến bạn không vui. Khi mà các bạn đang xem trả lời này của mình, có thể là đang khiến bạn không vui. Nhưng mà mình thấy là nó sẽ có một cái ngọn gió của sự thay đổi nhá, cứ yên tâm. Nhiều bạn đây, có thể là các bạn đang chuẩn bị có một cái kế hoạch để làm một cái công việc, một cái định hướng, dự án công việc nào đó, hay là bắt đầu một cái gì đấy liên quan đến mặt tiền bạc tài chính á. Thì mình thấy là còn nó có thể đang gặp khó khăn ở thời điểm hiện tại, đang phải chững lại, tạm thời chững lại. Và cũng là cái thời điểm Tết nữa, cho nên là mọi thứ nó chưa thể thông ngay được, nó chưa thể thoáng ngay được. Thì mình thấy là yên tâm đi, mình ra sau cái khoảng thời gian nghỉ Tết này, mọi thứ nó sẽ có cái sự thay đổi đây. Có thể là vào cái khoảng thời gian nghỉ Tết thì bạn sẽ gặp được một ai đó. Cái người này á, có thể là người mà bạn biết rồi, có thể là bố của bạn, sếp của bạn, hoặc là một ai đó mà mình thấy là họ là cái người có khả năng có thể giúp đỡ bạn trên cái cuộc hành trình, hay là giúp bạn thoát ra khỏi một cái khó khăn nào đó. Có thể đơn giản lắm, họ có thể đưa ra cho bạn lời khuyên. Thứ hai, họ có thể đưa ra cho bạn một cái định hướng nào đó. Thứ ba, có thể họ sẽ chính là người hỗ trợ các bạn về mặt tiền bạc tài chính, hoặc là những cái nguồn lực khác để giúp đỡ các bạn. Và mình thấy rằng là cái khoảng thời gian Tết này này, mình thấy các bạn dành thời gian cho bản thân mình để thanh lọc đi những cái cảm xúc tiêu cực. Có thể mọi thứ nó không hề tệ như cái cách mà bạn nhìn nhận, nhưng mà bởi vì bạn quá là bế tắc đi, cho nên bạn không thể nào nhìn nhận mọi thứ một cách sáng suốt được. Và khi mà bạn gặp được cái người này á, họ gỡ rối cho bạn. Và ở đây cũng khuyên các bạn đấy là hãy hỏi đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Những người xung quanh vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Và mình thấy rằng là có thể bạn là một cô gái, một cô gái có tóc màu á, có thể các bạn đang nhuộm tóc, hoặc là màu tóc của các bạn nó là cái màu này chẳng hạn. Thì có thể là các bạn khá là thiếu cái kinh nghiệm sống, va chạm với xã hội. Có thể bạn gắn liền, gắn bó với gia đình các bạn nhiều hơn, mà bạn cũng là một người trẻ nữa. Có thể nó không đúng đủ với tất cả mọi người. Đây có thể là bạn, hoặc là một ai đó liên quan đến tình huống của các bạn chẳng hạn. Thì đại loại ở đây mình thấy nếu như bạn đang buồn vã, buồn phiền, yên tâm đi. Trong cái khoảng thời gian Tết này mình thấy bạn sẽ gặp được một ai đó, họ cho bạn lời khuyên rất là tốt này, họ giúp đỡ và hỗ trợ các bạn. Đặc biệt nếu như liên quan đến mặt công việc, tiền bạc, mình thấy họ sẽ hỗ trợ các bạn về cái mặt đó nữa đấy. Bởi vì cái người này mình thấy họ là một người có kinh nghiệm, có nền tảng, có tài chính, tiền bạc. Có thể họ sẽ giúp đỡ bạn để cho một bạn một cái khoản nho nhỏ nào đó để giúp đỡ bạn, bạn khởi trong cái việc khởi nghiệp, hay là khuyến khích bạn trong cái việc mà bạn đưa ra một cái kế hoạch làm việc nào đó chẳng hạn. Hay là bất kỳ một cái điều gì, mình thấy họ sẽ cho bạn một cái, một chút thôi, nhưng mà nó đã đủ rất là nhiều. Nó đã đủ để giúp bạn rất là nhiều rồi. Cái này thì nó có thể là tiền bạc, nó có thể là kinh nghiệm, nó có thể là lời khuyên, nó có thể là định hướng. Và cái vấn đề mà các bạn bế tắc ở đây thì nó cũng có thể là bất kỳ điều gì nhá. Công việc, tình yêu, tình cảm, hay là bất kỳ điều gì đó trong cuộc sống. Nhưng mà mình thấy cái ngọn gió của sự thay đổi nó đang tới rồi, nó đang đảo chiều rồi, mọi thứ nó sẽ có những cái sự thay đổi thôi. Và hãy nhớ rằng cái mục tiêu của các bạn là gì, đi theo cái mục tiêu đó. Mà và mặc dù là thời điểm hiện tại nó có thể là đang tăm tối, nó có thể như là các bạn không thấy rõ đường đi, nhưng mà bạn cũng sẽ đến được cái mục tiêu của các bạn mà thôi. Thế cho nên là cứ yên tâm. Và trong cái thời điểm Tết này hãy học cách detox đi, làm sạch, thanh lọc cơ thể, thanh lọc những cái cảm xúc tiêu cực của bản thân các bạn. Và khi mà bạn chậm lại để nhìn nhận mọi thứ ý, bạn sẽ đưa ra được rất là nhiều những cái giải pháp sáng suốt cho cái vấn đề bế tắc mà các bạn đang gặp phải. Nên là không có gì mà phải cuống lên hay là gì đâu. Nhưng mình thấy là các bạn khá là buồn bã ở thời điểm hiện tại, cảm thấy khá là chán nản gì đó. Chắc nhắc đến Tết là chán ơi là chán ấy. Có thể còn không muốn về quê, bởi vì có thể là bởi vì đây là cái năm vừa rồi, là một cái năm rất là kinh khủng khiếp đối với bản thân bạn và đối với nhiều người chẳng hạn.
Mình thấy cái người này họ gỡ ra được cho bạn á rất là nhiều điều nhá, thế là cứ yên tâm đi. Mình thấy là cái người này họ sẽ nói, một là khả năng nhiều là mình thấy là họ sẽ nói ra cho bạn những cái điểm mấu chốt đằng sau những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, và họ cứ dần dần gỡ cho bạn được cái đống rối bời mà các bạn ở thời điểm hiện tại đang có. Wow, tốt đấy chứ mọi người. Mà có thể là họ sẽ nói ra cho bạn những cái sự thật nó có thể nghe rất phũ phàng và khó nghe, nhưng mà đấy đều là những cái điều muốn tốt cho bạn, dành cho bạn mà thôi. Người này có thể là sếp, là bố một người đàn ông nào đó, hay là bất kỳ điều gì. Đại loại là mình thấy có thể là bạn khá là thiếu cái kinh nghiệm sống trong cái việc va chạm với người khác, hoặc là bạn ngại cái việc va chạm với cái người khác á. Cho nên là đôi khi có một chút cái vấn đề thôi á, nó cũng đã trở thành một cái vấn đề rất là lớn trong cuộc sống các bạn rồi. Bởi vì có thể là bạn 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 không biết cách xử lý trong những cái tình huống đó, và nó khiến khiến tự tự nhiên khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối thôi. Chứ nó cũng không có gì quá nghiêm trọng cả. Người này rất là thông thái nha, và họ sẽ khiến mình là có thể là trong cái khoảng thời gian Tết này thôi á, mọi thứ nó rất là ngắn, nhưng mà mình thấy rằng là họ khai thông được ra cho bạn rất là nhiều vấn đề trong cái vấn đề suy nghĩ các bạn. Với một số bạn có thể là các bạn cái vấn đề này của các bạn liên quan cái sự buồn bã này của các bạn á, nó liên quan đến 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 tình cảm, một cái mối quan hệ tình cảm nào đó bị lạc mất chẳng hạn, và các bạn mất định hướng, mất phương hướng với tất cả mọi thứ ấy, thì cái người này họ đến và họ sẽ giúp đỡ các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy cái năng lượng giữa hai người này, một người là pay, một người là king of pentacle, tức là cái năng lượng của bạn nó thấp hơn khoảng 2 bậc nữa rồi đấy. Thì pay này, xong rồi đến kỵ sĩ này, xong đến hoàng hậu, rồi mới đến king of pentacle mà, tức là bạn thấp hơn họ rất là nhiều. Nhưng mà và chắc chắn rồi, khi mà họ họ tiếp xúc với bạn ấy, họ cho bạn lời khuyên á, thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ nó bừng sáng lên. Tại sao bấy lâu nay cái chuyện đơn giản như thế mà mình lại không phát hiện ra được đó? Và mình thấy là bạn sẽ có một cái cuộc lột xác với bản thân các bạn, bạn đẻ ra một cái con người mới, chỉ có thể là trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Có thể cái khoảng thời gian mà các bạn đang chìm đắm trong những cái vấn đề bế tắc này ấy, nó cũng đã rất là lâu rồi. Nhưng mà các bạn cảm thấy mình cứ càng đi thì nó càng tối, càng đi thì lại cả chả đi đến đâu cả. Và cho đến khi mà bạn thực sự gặp được một người mà họ cho bạn những lời khuyên hoặc là giúp đỡ các bạn như thế này á, thì mình thấy là rất là đáng giá. Mình thấy bạn gỡ bỏ được, sẽ gỡ bỏ được rất là nhiều những nỗi sợ, những vấn đề bên trong bản thân các bạn khi mà bạn tiếp xúc với cái người này. Và có rất là nhiều người khác nữa cũng sẵn sàng giúp đỡ và ở bên các bạn để bạn giải quyết cái vấn đề này. Yên tâm đi, ngọn gió của sự thay đổi nó đang tới, mọi thứ đang phát triển theo một cái hướng tích cực hơn. Tốt thôi mọi người. Đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với Cho số các 2. bạn chọn tụ bài số 2 để trả bài chung. Chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là Tết năm nay của các bạn sẽ như thế nào, thì mình thấy là có thể ai đó trong gia đình của các bạn hoặc là những cái người xung quanh của các bạn ấy, họ đang muốn sắp xếp bạn trong cái dịp Tết này này, sắp xếp bạn gặp một ai đó, hoặc là muốn điều khiển bạn để đi theo một cái con đường nào đấy. Nó có thể liên quan đến câu chuyện tình cảm với họ, sốt ruột bởi vì bạn chưa có người yêu, chưa đem người yêu về ra mắt, họ muốn bạn lấy vợ lấy chồng chẳng hạn. Thì mình thấy có thấy ở đây có một cái sự điều khiển có thể đến từ bố mẹ của các bạn khá nhiều nhá. Và mình thấy rằng là về phía bạn thì sao? Về phía bạn thì các bạn mình thấy là các bạn chưa thực sự sẵn sàng để bước vào một cái giai đoạn mới đâu, để bước vào cái mối quan hệ với ai đó thời điểm này đâu, hoặc là cái đối phương mà gia đình muốn giới thiệu cho các bạn hoặc là muốn thao túng để mà hai người gặp nhau ạ, nó không phải là cái người thực sự phù hợp với các bạn. Và có những cái cơ hội mới tốt hơn ấy, cái người mà thực sự phù hợp hơn ấy cho bạn còn ở phía trước cơ. Và mình thấy là trong cái dịp Tết này, mình thấy là cái nguồn thu nhập của các bạn á, nó cũng khá là dồi dào. Bạn có một cái khoản tiền nào đó, có thể là đến kỳ hạn thì đấy lấy tiền hay là gì gì đó, hay là thưởng Tết hay là gì đấy nhá. Thì mình thấy là nó liên quan đến vấn đề tiền bạc các bạn là cũng khá là tốt này. Và mình thấy là khi mà bạn bị thao túng bởi bố mẹ hoặc là bị kiểu điều khiển bởi những người xung quanh về cái mối quan hệ này á, có thể là họ ép bạn hoặc là mong muốn bạn mai mối bạn gặp người này người kia chẳng hạn, thì mình thấy là bạn khá là lúng túng, khá là phân vân. Bởi vì có thể là bạn cũng cái lập trường các bạn ấy thời điểm hiện tại nó có thể là đang hơi bị lung lay, có thể là các bạn không muốn, nhưng mà bởi vì các bạn muốn chiều ý mọi người, hoặc là các bạn cũng cảm thấy mọi người thì có người yêu hết rồi, mình thì mình chả nhẽ lại không có ư, hay là vân vân là may may. Nhưng mà mình thấy rằng là
hãy biết rằng là bạn vẫn luôn ở đúng vị trí bạn đang cần phải ở trên cuộc hành trình này. Và kể cả cái việc mà bạn độc thân, bạn một mình, hoặc là bạn cảm thấy mình là người độc hành ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó cũng là điều chính xác, vị trí mà bạn cần phải ở thôi. Thì cho nên là cũng đừng quá là sốt ruột, hãy lắng nghe cái trái tim của bạn và mong muốn thực sự của các bạn. Cái mong muốn của người khác ấy, nó không đồng nghĩa với việc đó là mong muốn của bản thân các bạn. Bạn hãy bắt đầu một mối quan hệ khi bạn thực sự sẵn sàng và mong muốn điều đó. Đừng để cho những người khác họ thao túng mình. Thấy ở đây có một cái sự thao túng, có một cái sự đè ép và mong muốn bạn phải thế này, bạn phải thế kia. Thì mình thấy là bạn, thật ra bạn cũng có sốt ruột về cái việc là mình cũng nên gặp một ai đó đấy. Nhưng mà mình thấy cái đối tượng mà sắp tới đây xuất hiện thì họ không phải là cái người phù hợp với các bạn. Vì các bạn có tận hai lá đều nói về cái việc đấy, là bạn có những cái option, có những cái những cái điều mới, những cái điều tốt đẹp hơn á, nó đang chờ bạn ở phía trước. Và cái người này thì không phải là cái người thực sự phù hợp với các bạn. Và mình thấy rằng là cuộc sống của các bạn á, nó cũng đang đi đến những cái chặng đường mới, những cái giai đoạn mới. Sắp tới đây thì nó có thể bắt đầu một cái chặng đường mới rồi, một cái giai đoạn mới trong cái cuộc sống của bạn. Và cứ yên tâm, kể cả trong những cái thời khắc mà các bạn mất phương hướng nhất, không tìm thấy đường đi nhất á, thì mình thấy là các bạn cũng sẽ được hướng dẫn mà thôi. Được hướng dẫn, được hướng dẫn có thể là, và được thông báo có thể là thông qua những cái dấu hiệu mà vũ trụ gửi đến bạn chẳng hạn. Nghĩa là mọi người kiểu rất là mong muốn bạn sẽ tiến đến mối quan hệ với một ai đó. Có thể còn có cái sự ép buộc ở đây á, nhưng mà hãy biết là sự thật của bản thân mình là gì nhá. Nhưng mà chủ yếu mình thấy là trong cái dịp Tết này, các bạn chủ yếu loanh quanh ở cái phòng gia đình của các bạn là nhiều thôi, cũng loanh quanh ở nhà là nhiều thôi. Mình thấy là cũng chẳng thấy đi đâu quá là nhiều, bạn đi đâu xa, đi chơi xa gì thì ở đây thì mình không thấy nó hiện. Chủ yếu là loanh quanh ở phòng trong gia đình của các bạn. Có thể bố mẹ bạn là cái người sẽ tạo áp lực cho các bạn. Trời ơi, Tết mà mệt thế nhở. Nhưng mà mình thấy là bạn có những mục tiêu ở phía trước, bạn cần phải thực hiện, có những thứ cần phải thực hiện ở phía trước. Chứ không phải là thuận theo ý của những người khác ở thời điểm hiện tại. Tụ số 2. Mình thấy là nếu như bạn mong muốn một cái người nào đó thực sự phù hợp với các bạn ấy, mình thấy là các bạn cũng sắp gặp cái người đó rồi, nhưng mà vào một cái thời điểm phù hợp cơ, chứ không phải là ở cái thời điểm hiện tại ngay bây giờ, cái người mà bố mẹ bạn điều khiển để gặp đâu. Mà là bạn sẽ gặp được cái người mà ở cái hành trình tiếp theo ấy, chặng đường tiếp theo bạn phải gặp họ ấy, thì phải mất một khoảng thời gian nữa. Chính vì thế mà hãy kiên nhẫn một chút, nó sẽ tới thôi, chỉ là nó cần đúng thời gian thì mọi thứ nó sẽ xuất hiện. Và mình thấy là bạn cũng đang có cái mùa đông của bạn nó đang đi đến cái hồi kết rồi, để chuẩn bị cho bạn một cái khởi đầu mới, một cái sự tái sinh mới. Cho nên mình thấy bạn cũng khá bận rộn với nhiều thứ cần phải giải quyết. Nhưng mà mấy cái người này có thể là họ sẽ gây áp lực cho bạn khá là nhiều. Giữ vững lập trường của bản thân các bạn. Rút ra phát ra luôn cái lá này. Đồng ý mình quá ha. Đại loại là mọi người muốn bạn đi theo cái con đường này. Có thể là đến tuổi rồi, cần phải kết hôn, cần phải sinh con rồi, phải thế này, phải thế kia, vân vân và mây mây. Nhưng mà ở đây có một lá bài lời khuyên dành cho các bạn, đấy là đừng để cho những cái lề lép hay là những cái thói quen, những cái định kiến, định nghĩa, đừng để cho người khác định nghĩa bạn. Bạn là cái gì bạn lại tự định nghĩa chứ. Có thể cái lước đi mà bạn đi có thể sẽ rất là khác so với cái khuôn khổ và khuôn mẫu xung quanh này. Nhưng mà hãy cứ tiến lên đi. Đây là lúc để bạn đi ngược lại với cái số đông đấy, và có những cái sự lựa chọn mới tốt hơn chờ bạn ở phía trước. Chúng ta phải làm khác đi, chúng ta mới có những cái bước đột phá và những cái bước khác biệt. Còn nếu như chúng ta chỉ đi giống như cái người xung quanh thì chúng ta sẽ chỉ có một cuộc sống giống như những người xung quanh thôi. Và căn bản đó không phải là cái khao khát thực sự bên trong của các bạn. Thế nên là đừng để cho những lời ví dụ như là
cái lời tỉ tê hay là những cái lời thuyết phục của bố mẹ bạn nó làm lung lay cái mong muốn, cái ý tưởng hay là cái sự thật của bạn nha. Bởi vì cuộc sống của bạn á, nó là của bạn, đừng sống hộ hay sống thay bất kỳ ai, và đừng cho để cho ai cứ giống như là họ áp đặt thay khuôn khổ của bạn vào một cái nề thói gì đó của xã hội. Đến tuổi này phải thế này, phải thế kia, rồi thế này ế à các thứ, vẫn là miễn là bạn vẫn cảm thấy ổn, nó cảm thấy thoải mái là được. Còn đâu miếng ngon thì vẫn dành phần kẻ cuối chứ, đúng không? Miếng ngon thì phần cuối chứ, ở chứ kể cả khi mà bạn gặp cái người này bạn cảm thấy không phù hợp á, thì bạn cũng chẳng thể nào chiều chiều lòng được bố mẹ bạn hay là những người xung quanh cả. Cái lá bài này nó đúng là kiểu khái quát lại luôn cái tụ bài này. Có thể trước đây bạn có cái xu hướng đặt người khác lên trước là nhiều, chiều ý mọi người rất là nhiều, nhưng mà đây là lúc để bạn sống cho bản thân các bạn. Bạn có nhiều lựa chọn hơn so với cái cách bạn nghĩ rất là nhiều. Ok, đó là tụ bài số số 3 nhá. À số 2 nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe nhá, cái kênh của mình nhá. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Chọn tụ bài số 3 đây là trả bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Mình thấy là đối với cái câu hỏi ấy, Tết này của bạn sẽ như thế nào, thì đây cũng là một cái tụ nở hoa nhất trong 3 tụ. Mình thấy rằng là Tết này mình thấy bạn sẽ giao tiếp, sẽ có mối liên hệ với một ai đó. Cái người này thì có thể là họ là soulmate của các bạn, two of cups và soulmate ở đây. Thì mình thấy là cái người này có thể người thuộc cung lửa, và cái năng lượng cung lửa đấy rất là nhiều, cung lửa bạch dương nhân mã sư tử. Mình thấy có một cái sự là của cái sự hành động ở đây, có thể là các bạn sẽ thời điểm trước có thể các bạn dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ phân vân chẳng hạn, hoặc là họ dành rất là nhiều thời gian để suy nghĩ phân vân về cái mối quan hệ này. Nhưng mà mình thấy là trong cái thời điểm Tết này sẽ có sự liên lạc, sẽ có sự nói chuyện rất là rõ ràng, sẽ có những hành động được thể hiện ra, được chứng minh cho các bạn thấy. Thì với một số bạn có thể là bạn chưa gặp người này, nhưng với một số bạn có thể là các bạn cũng đã có liên hệ với cái người này rồi. Thì mình thấy là trước khi để đi đến được cái sự đổi mới, cái sự hành động, cái sự nói chuyện, cái sự giao tiếp rõ ràng đây á, thì mình thấy là đã có một khoảng thời gian ai đó trong cái mối quan hệ này nghĩ rất là nhiều, phân vân rất là nhiều, không biết là có nên tiến đến hay không, có nên bắt chuyện hay không, có nên thế này thế kia hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là mình thấy mọi thứ nó khá là vui vẻ với các bạn. Các bạn cảm có thể là với một số trường hợp các bạn đã chờ cái điều này rất là lâu rồi, và cuối cùng nó cũng đã đến, nên là nó khiến cho bạn cảm thấy rất là phấn khởi, rất là vui vẻ. Và cái lá The Sun ở đây thì nó cũng hai cái đứa trẻ ở đây nó cũng cho mình cái cảm giác là cái niềm vui này của hai người á rất là vui vẻ, rất là ngây thơ khi mà hai người đến với nhau, giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau, và các bạn cảm thấy rất là hợp nhau ở nhiều khía cạnh, ở nhiều vấn đề. Thì cái lời khuyên dành cho các bạn cũng chỉ là hãy thuận theo tự nhiên thôi, hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên thôi. Và mình thấy rằng là nếu như mà cái thời điểm trước các bạn ủ mưu cái gì á, thì thời điểm này chính là cái khoảng thời gian để các bạn thực hiện những cái âm mưu đấy của các bạn, ủ mưu như kiểu như là tán tỉnh họ, hay là thả thính, hay là như thế này như thế kia chẳng hạn, hoặc là nếu như mà mình có người yêu thì mình sẽ thế này thế kia chẳng hạn. Đây là khoảng thời gian để các bạn có thể thực hiện được những cái trước đây mà các bạn đã dự định, mong muốn trong một cái câu chuyện tình cảm nào đó. Còn về cơ bản thì mình thấy là hai người á có thể là bên ngoài thì mình thấy hai người khá là tính cũng khá giống nhau nhá. Kiểu như là bên ngoài thì khác so với cái nội tâm bên trong rất là nhiều. Bên ngoài có thể tỏ vẻ rất là bình thường thôi, rất là kiểu như là thoải mái vô tư này nọ, nhưng mà bên trong mỗi người lại đeo đuổi rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều phân vân, nói chung là bậc thầy của cái việc gọi là nghĩ ngợi, kiểu rất là thận trọng đối với cái mối quan hệ này. Chính vì thế mà nó có thể tiến triển rất là chậm ban đầu, nhưng mà về sau thì khi mà nó được cởi mở hơn á, thì nó mới có đà để nó có thể có những cái hành động mới tốt hơn, những cái hành động gọi là rõ ràng hơn. Bài số 3 đây là tụ nở hoa nhất nha. Gift có thể là họ sẽ tặng bạn quà, và đây sẽ là những cái giây phút mình đã bảo mà rất là vui vẻ giữa hai bạn, rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, và mình thấy ở đây cũng có một cái sự trân trọng rất là lớn đến từ cả hai đều rất là tôn trọng nhau, rất là trân trọng cái mối quan hệ này, và đều hy vọng cái mối quan hệ này nó có thể phát triển một cách đi đến một cái gì đấy nó tốt đẹp hơn.
Mình thấy có một trong hai người bị ảnh hưởng bởi người cha của họ, người bố á. Có thể là trong cách nhìn nhận, trong cách yêu, hoặc là cái người cha ở đây sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cái mối quan hệ này. Có thể họ là người đưa hai người đến với nhau, cũng có thể là người tạo ra những rào cản trong mối quan hệ chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà thời điểm này thì mình thấy là mọi thứ nó đang rất là thuận lợi, chính vì thế mà hãy cứ để cho mọi thứ được diễn ra cách tự nhiên. Nếu như những ai có vấn đề liên quan đến người cha ấy, người bố ấy, ở trong gia đình ấy, thì mình thấy là các bạn cần phải healing cái vấn đề đó đi. Và khi mà hai người đến với nhau, có thể nó sẽ khơi gợi ra cái nỗi đau đó, cái tổn thương nào đó. Có thể là bạn rất là có một cái vấn đề gì đấy đến với người bố của bạn mà các bạn chưa tha thứ được chẳng hạn, thì nó cũng có thể là cái người này họ sẽ khuyến khích các bạn trong cái việc đấy là tha thứ cho cái người cha này, cho cái người làm bạn tổn thương này. Mình thấy sẽ có sự tìm hiểu giữa hai người, getting to know each other. New love. Đây là một tình yêu mới sẽ tới với các bạn ở cái thời điểm này, trong cái dịp Tết này. Và mình thấy là các bạn hãy có sự tán tỉnh, có sự tìm hiểu, có sự khá là vui vẻ. Đúng rồi, rõ ràng rồi, lúc mới yêu thì rất là vui biết bao nhiêu đúng không? Thế cho nên là hãy cứ tận hưởng đi, hãy cứ để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Mình thấy là vui đấy, vui lắm đấy. Mình thấy là có thể hai người sẽ nói với nhau rất nhiều bí mật của đối phương nhá. Rất nhiều bí mật được tiết lộ ở đây. Liên quan đến hoàn cảnh gia đình, liên quan đến những tổn thương mà hai người mang chẳng hạn. Và mình thấy là hai người rất là hợp với nhau, rất là cảm giác rất là, có thể là cảm giác khi mà nói chuyện ấy, cảm giác rất là thân thiết, cảm giác như có thể tuôn hết ra khi mà nói chuyện, là tuôn hết ra với người khác. Có những người họ cũng mang một cái năng lượng rất là đặc biệt, đấy là như là họ mang một cái năng lượng rất là heal, rất là kiểu chữa lành chẳng hạn. Thì hết người này người kia đến để kể chuyện cho nghe ấy. Đối với những người khác có thể là họ sẽ không có dám kể ra cái bí mật, nhưng mà khi mà với bạn á thì có thể là họ nói rất là nhiều. Thì cả hai bạn có cái năng lượng ở cái việc đấy là cả hai đều rất là chia sẻ với nhau, và giống như là được bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được một cái người mà mình cảm thấy là mình có thể bộc lộ, có thể chia sẻ tâm tư. Còn đâu là cái tương lai mối quan hệ này như thế nào thì tùy vào trường hợp của mỗi người thôi. Hãy cứ để mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể nhá. Đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.